Đỗ Quốc Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi tối ngày 18 tháng 7 năm 2017. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc đồng hồ Đức với cái âm thanh chuông vô cùng nga vang ngân. Đây là đồng hồ Đức và cái máy của nó máy lớn 1623. Và cái phần vỏ thì hết sức là cầu kỳ. Chúng tôi khi quay chiếc này sau này quý vị cứ nhắc là chiếc ngày 18 tháng 7 năm 2017. Dáng hồi vát. Mọi khi thì chúng tôi vẫn làm hồi cân. Nhưng mà đợt này cũng sưu tầm được một cái mẫu cổ là có dáng hồi vát, cho nên là chúng tôi hiện nay là trong cửa hàng có cả loại hồi cân và hồi vát để phục vụ quý vị. Quý vị cứ nhắc là máy đồng hồ Đức. Thưa quý vị là chỉ có cái phần máy, phần gông và phần búa, tức là phần phát âm thanh là nguyên bản của Đức cổ. Chiếc máy này là sản xuất từ Đức nguyên bản và có tuổi thọ khoảng 50 năm. Còn tất cả những phần vỏ, rồi quả lắc, rồi thì vỏ bên ngoài là Việt Nam chúng ta làm. Kể cả phần kính rào đồng vô cùng khó khăn tinh xảo thì bây giờ Việt Nam cũng làm được. Ngày xưa chỉ có nước ngoài làm thôi. Bây giờ công nghệ chúng ta thì đều rất là tốt, hầu như làm được hết, nhưng mà riêng cái bí quyết để làm cái gông hợp kim như thế nào, rồi búa thế nào, rồi vận hành các cái bánh răng bên trong như nào thì Việt Nam chúng ta vẫn chưa đủ sức để làm, mà phải đúng hàng của Đức mới có được cái âm thanh vang như vừa nãy quý vị nghe. Bây giờ tôi sẽ sờ vào cái lẫy để cho nó phát lại âm thanh một lần nữa để quý vị thưởng thức cái tiếng của nó vang ngân trầm hùng của cái đồng hồ quả tạ Đức nó như thế nào. Tôi xin nhắc lại, đây là buổi tối ngày 18 tháng 7 năm 2017 tại đồ gỗ Đức Hiền.com. Báo cáo quý vị là tiếng chuông ngân vang như chuông nhà thờ luôn. Và những cái kiểu đường nét đúng kiểu kiến trúc vô tích. Và đây được làm bằng gỗ gụ hoàn toàn là cọ trần, không có sơn si vét ni gì hết. Đây hoàn toàn đang là trần mộc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984666999. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 2 khu A của chúng tôi. Hoặc là qua Viber Zalo với số 0967666111. Cảm ơn quý vị và xin tạm biệt.